chị biết ở đây đâu, đây là ngày xưa là gì là mình ở đây ngủ, đêm nào ngủ đây nha. Đây là nhà mình đây này đó, là đi rồi nóng chân thấy nhìn đây nè. Cái sáng mà chưa nào đây là nằm ngủ đây nè. Cái cảm giác mà chị cũng này ha. Đầu tiên là về khi mà em nhớ là tháng 9 năm ngoái ha. Khi mà em chơi rất là cái tiếng chị tôi mới nói là chị ơi, chị sẽ gửi tiền về cho mua gạo, về mua bắp cải cho người em ở miền Trung. Thì không tôi giờ ok được, cho nên là anh mới dẫn lần trước giống mình ra đó của chị Thu. Cảm ơn chị Thu rất nhiều ha. Này là lần thứ hai lần trước rồi ha. Bây giờ là mình dùng có bà con đi. Bắp là mình lúc nào mình ăn không được. Bắp này là nó mới quý. 100 đô nè. Đó. Rồi ông chị nhiệm nè 200 đô nè. Mà lát đói bụng quá mình chừng 300 đô nè. Chị Giang Đặng nè 100 đô nè. Và chị Nguyễn nè 100 đô. Cảm ơn những người bạn của chị Nguyễn, người thân của chị Nguyễn rồi. Chị Nguyễn rất là nhiều ha. Thì bây giờ là chị mình xin kết thúc cái hành trình mà chuẩn bị 200 phần quà đầu tiên của chị hạt nêm, aji ngon, một cây dầu từ An, một bao gạo 10kg và một cái bao hư trị giá là 100k cho chú anh chị, rất là tuyệt vời. Cái phần của hai trăm phần của chị Thu ha, của chị Thu Việt từ Mỹ đã gửi tặng cho bà con nghèo ở miền Trung. Đó. Và tôi phần gạo con nghĩ cô chú mình không chỉ lần này đâu mà còn có chị Thu thì chị Thu cũng đã có đó nói những cái bữa nay có nói biển tên quá, của chị ha, nãy là chị cũng đã nói rồi đúng không? Quá đẹp. Ba anh em cũng sẽ tiếp tục ra để di chuyển